xin gửi niệm lành cho tháng 12 se lạnh. Có những cánh bướm co ro chuyển mình, chờ một cuộc tái sinh. Thời tiết là kết quả của hàng triệu biến đổi có liên quan mật thiết với nhau. Từ cánh bướm đến cành cây có sự hòa hợp. Sáng nay có một chú bướm, năng của một cái đạp cánh bướm dù rất nhỏ, cùng với vô vàn hoạt động năng động khác, có thể làm biến đổi trái đất. Bạn cũng có thể tận dụng hiệu ứng cánh bướm bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ mỗi chút hàng ngày, chẳng hạn như ghi nhớ những điều tích cực, ghi nhớ những người tích cực và thu lại để làm năng lượng tích cực cho mỗi ngày. Điều này cũng có thể nghĩ rằng hiệu ứng cánh bướm nhấn mạnh sự thận trọng trong suy nghĩ, hành động, lời nói, biểu hiện và tư tưởng. Một người thương ta từ gốc rễ lòng tham của họ khiến cho ta không an lạc, không thảnh thơi. Một người quan tâm đến ta có gốc rễ từ bi hỷ xả khiến sự an lạc của ta sinh khởi một cách tự nhiên, giúp ta sinh khởi niềm tin, khiến tuệ giác trong ta ngày càng sáng ngời. Nên mỗi ngày đi qua là mỗi ngày làm cho sự tự do trong ta lớn lên, khiến cho ta nhìn cuộc đời với ánh mắt tự do. Người luôn an lành nha.